Hôm nay mình sẽ unbox em Optimus. Em đi chờ. Các em sẽ đặt vào đây. Đó. À, sau khi xui xong rồi để sao cho bên trong phải lo. Sau khi bóc hộp ra thì mình sẽ tạm bỏ hộp sang một bên. Đây, đây là con mồi của mình ở đây. Đó, mình còn mấy con nữa ở nhà, mình sẽ chỉ mang lên. Đây, cái khui này nè. Đúng rồi, đây là đây. Sau khi khui em xong, đây các bạn thấy hộp rất là to. Đó, các bạn thấy biết ốc cũ của mình này, rất là tả. Cái này là do vận chuyển từ bên nước ngoài này này. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhìn rất là đẹp. Thêm khi logo của Quay Giang chúng rất là thích. Bây giờ mình sẽ mở hộp em ra. Mình cứ tưởng mở hộp ra bên trong nó sẽ là sản phẩm lương cơ. Một hình ốc rất là đẹp. Mình sẽ sản phẩm bên trong như thế nào. Ủa, một cái biệt rồi này. Wow. Wow. Ở bên trong cái hộp này rất là đẹp. Thôi bỏ này sang một bên. Rất là đẹp. Mình sẽ tìm cảnh này. Đây là nơi chính của chúng ta. Optimus. Ở này thì đẹp của nó khá là ít. Nó rất là giống phim. Nhưng mà nếu mà bên trong này sẽ là xốp. Như em đi này. Em đi này. Một con giá bức chung. Và mình cũng xốp. Mình thấy đánh giá rất là đẹp. Mình nghĩ nó không nghĩ được. Mình nghĩ nó nói nó không hề nghĩ được. Không nào. Đây là mình không. Còn bên dưới. Ui. Mình sẽ có thêm sự sách hướng dẫn này. Sẽ tạo để cho bên hộp vào đây. Rất là bình thường. Bây giờ mình sẽ khui unbox em rồi nhá. Các bạn cầm chặt tay. Mình mong con này cầm chặt tay lâu lắm rồi. Bây giờ mình có mình sẽ mượn tạm một tay của con mèo này mình. Mượn tạm một tay của con mèo. Ừ. Ôi ôi. Chẳng này, chẳng lắm các bạn. Đó. Wow. Ui, nó được sơn bát ở đắp bếp này. Đây là cái lớp này chắc là để chống chống sức. Sẽ cũng tạm bỏ sang một bên. Các bạn nhìn thế này. Con này là
phụ kiện thì chỉ có hai cái kiếm đây. Mình tiếc là nó không phải một, nếu mà nó như màu cam cam trong ấy thì sẽ rất là tốt. Cái màu này, màu này mình đánh giá không cao. Có súng Lưu Sơn Bát Tà đâm lên rất là đẹp. Thường là quay rằng bản Black Gat Ball rất thành công. Ngoài ra còn thêm có một cái mắt xịt nữa. Đó, mắt xịt này là mắt kim loại này. Rất là đẹp. Thì nên mình sẽ bay bộ off hand cho mình đẹp. Và úp sẽ thêm được thêm một cái mặt nữa này. Đây thêm mặt con ốc như thế này. Ui đó, nó còn đẹp ạ, rất là chậm. Thêm ui thêm cái này chắc là sẽ lắm mắt. Mình sẽ để các bạn xem sau khi để lớp nhựa vào cái mắt này. Đó, còn để xem bắt tạo đẹp lên rất là đẹp. Đó, mình sẽ lắp vào. Đây là lớp vật chính của chúng ta. Ui, nặng lắm. Ui, con cu của mình to hơn mà mình cảm giác như con này nặng hơn rất là nhiều. Mình sẽ cầm scale nè. Các bạn ơi, móc này bé hơn móc óc của mình tầm 3-4 cm, mà cầm nó rất là nặng, rất là sát phim. Scale cũng rất là hợp. Mình là mình sẽ chơi đủ 5 con Autobot. Mình chỉ có 2 con nữa, 1 con Ratchet chưa làm, nhưng mà mình sẽ chơi đủ hết 5 con Autobot. Đó. Và nếu được thì mình sẽ chơi cả con giá mình sẽ cần nữa. Wow, cầm rất là đầm tay. Đây, hôm nay chắc phải tầm vào gần 2 cân. Các bạn thấy này, được sơn bát tạo đam mê rất là đẹp. Đó. Cái bát tạo đam mê này là để mình giải thích nó là kia ứng trở bùn đất bẩn ấy, hay là cái là chém ấy, phải chiến đấu cái môi trường. Đây thì gọi là bát tạo đam mê. Ui con ốc này, cổ của nó cũng chắc hơn các bạn ạ. Cái cổ của nó cũng chắc, đừng nói là cướp tay lên được đấy. Này, mình sẽ đập cũng mạnh đấy, mà nó mới như vậy. Khá là sát phim các bạn ạ. Rất là sát phim mà tầm ạ. Kể lại cái gương này nữa. Đó, hiệu ứng rất là đẹp. Thì hôm nay mình xin đã lắp em phải qua vậy thôi. Nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ cái biển xe này nó cũng cái biển xe này này nó cũng có thể được. Đó. Đó, như này này. Đó, này cũng lỗ thể đi được đó. Này chân là mạng Chrome này. Rồi mình sẽ kiếm cái logo Autobot mình để vào đây. Cái logo Autobot. Rồi, và xin chào hẹn gặp lại mọi người. Hôm nay mình sẽ unlock em này vậy đi thôi. Nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ làm tiếp clip review. Xin chào. Đây là em nó sau khi mình đã unbox. Và mình sẽ để cái ảnh trong phim. Mình gọi là rất sát phim. Tầm 8.5/10. Nó rất là sát phim. Nên là mình sẽ để ảnh con trong phim của em cạnh các bạn xem nhé.